Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý đạo hữu! À, đáng ra hôm nay theo thứ tự thì chúng ta sẽ trạch tiếp bài, à, chia sẻ tiếp với nhau bài 68, 69, 70. Nhưng mà ba bài này chỉ nói về trí nhớ, tức là về khái niệm, về nhận biết à, cho chúng ta thôi. Chứ cái này thì nó không, không đưa đến cho chúng ta những cái ý, mà chúng ta À, phá nghi hay cái gì đó trong cái quan điểm tu tập nó phù hợp với hiện tại của Phật tử. Cho nên này hôm nay Yến xin à, chuyển sang bài 71. Nó cũng liên quan tới cái việc tái sinh mà cái bài 67 đã nói đến. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau bài 71 với tựa đề Tương quan, phước và tội. Thì cái bài này nói đến cái niệm cuối cùng để cho chúng ta tái sinh. Cái này rất là quan trọng là người Phật tử ai cũng quan tâm tới điều này. Và chúng ta đến chỗ các thầy, chúng ta cũng mong mỏi được trả lời và được hiểu rõ về cái vấn đề này. Thì sư phụ cũng đã giảng rất nhiều và sư ông cũng chia sẻ rất nhiều rồi. Thì thỉnh các quý đạo hữu chúng ta nghe lại bài này ở trên trang của chùa Ba Vàng hoặc trên trang của sư phụ Thích Trúc Thế Minh và chúng ta chỉ là chia sẻ thêm về phương diện Phật tử của chúng ta thôi. Yến xin đọc kinh văn. Đức vua hỏi: Trong hàng ngũ sa môn của đại đức có người thuyết rằng có kẻ chọn đời làm ác nhưng đến khi lâm tử họ tưởng nghĩ đến Phật, ân đức hoặc tướng hào quang minh sáng chói của Ngài thì có thể sanh lên cõi trời. Điều ấy thật khó tin. Lại nữa, các vị ấy còn thuyết rằng người nào lỡ tạo nghiệp sát sinh không cần phải nhiều lần, dù chỉ một lần người ấy phải bị đọa địa ngục chẳng sai, điều ấy lại càng không thể tin được. Kính thưa các quý đạo hữu, thì trong phần này thì Đức vua Minanda có cái điều rất nghi. Thực sự ra Phật tử chúng ta cũng rất nghi. Và đôi khi chúng ta có những cái điều không hiểu sẽ đi đến vọng ngữ. Ví dụ là cái người này mình nhìn thấy họ sát sinh cả một đời thì mình khẳng định rằng người này chết chắc chắn đọa địa ngục. Đó. Thế và cái người mà lại làm thiện cả một đời mà chúng ta chưa từng chứng kiến người ấy làm việc ác hoặc là cái việc ác của họ mình cảm thấy nó quá ít cho nên mình khẳng định rằng người này có thể sinh nên cõi trời thế nhưng mà trong cái phần kinh này thì ông vua miranda ông cũng thấy cũng nghi có khi cũng như chúng ta cũng có những suy nghĩ như chúng ta, cho nên khi nghe các sư thầy giảng rằng có người làm ác cả một đời nhưng mà tới lúc lâm chung họ chỉ nghĩ đến Đức Phật, để nghĩ đến ân của Đức Phật hoặc là họ nghĩ đến tướng hảo, quang minh sáng chói của Đức Phật, thế mà họ lại sinh được lên cõi trời. Thế còn có những cái người mà lỡ tạo nghiệp sát sinh không nhiều mà chỉ có một lần thôi mà phải bị đọa địa ngục cho nên ông rất là nghi thì cái nghi này cũng thật là cái nghi giống của chúng ta thôi thầy yến xin đọc tiếp kinh văn về cái phần này nói đến là cái niệm cuối cùng khi mà lâm chung ở trong này gọi là lâm tử tức là cái niệm cuối cùng mà cái niệm đấy có thể là chúng ta đã bị hôn mê rồi người ngoài không biết nữa rồi chỉ có mỗi chúng ta biết thôi tức là lúc bây giờ chúng ta không nói ra ngoài nữa rồi mắt có thể nhắm rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn tư duy suy nghĩ ở trong nhưng chúng ta không nói cho người ngoài biết được cũng giống như là có lúc cái chúng ta bị ngủ mà bị ngủ bị bóng đè đấy thì bên ngoài nhìn thấy chúng ta là thấy tất cả vẫn bình yên tưởng chúng ta là ngủ say rồi không có giao tiếp gì được bên ngoài nhưng trong đó chúng ta vẫn dẫy dụa mà không ai biết gì thế cho nên nói là cái niệm cuối cùng này ấy, thì chỉ có người mất mới biết còn người ngoài không hề biết bởi vì trước khi mất nó vào đến cái tình trạng hôn mê Thực sự bên ngoài mình gọi là hôn mê Nhưng bên trong thì họ hoàn toàn sống động Có cái là họ cách với cái thế giới bên ngoài thôi Ví dụ như lúc là chúng ta ngủ mơ cũng thế nhé Thực sự ra là chúng ta cách với cái thế giới bên ngoài Người ngoài thì bảo nó ngủ say thế gáy o, o o Nhưng mà có thể là lúc bây giờ chúng ta có thể là đang bị đuổi bởi <laughs> bị cái giấc mơ nó đuổi hết cả hồn. Hoặc là chúng ta đang đi chơi, chúng ta rất là vui. Hoặc là chúng ta đang ăn niên hoan. Tức là chúng ta làm rất nhiều việc mà chỉ có chúng ta mới biết thôi. Và lúc dậy chúng ta kể lại cho mọi người, mọi người mới biết đấy chứ. Chứ thực chất ra người ngoài đâu có nhìn thấy đâu. Thì cái lúc chết cũng thế. Trước khi chết, ấy, lưỡi nó thụt. Lưỡi thụt rồi, không nói được nữa rồi. Chân tay không cử động được rồi. Nhưng chúng ta vẫn biết và người ngoài thì chỉ nhìn thấy chúng ta là còn hơi thở thôi. Thế nhưng mà thực sự con hơi thở của chúng ta là lúc đấy chúng ta vẫn mang thân người và chúng ta vẫn có những tư duy suy nghĩ và vẫn có những vọng tưởng nó chi phối mình rất là nhiều. Thế cho nên chúng ta là người đại tử Phật chúng ta rất quan tâm đến cái niệm cuối cùng này. Yến xin đọc tiếp kinh văn ạ. Đại đức Na Tiên hỏi à, vua Minanda, "Tâu đại vương, đại vương nghĩ thế nào?" nếu có người ném một viên đá nhỏ độ bằng hột bắp hay hột tiêu xuống mặt nước viên đá ấy rồi sẽ nổi hay chìm vua đáp chắc chắn phải chìm ngài na tiên lại hỏi nếu có một người chất vài trăm viên đá vào một chiếc ghe rất lớn có sức trở rất lớn thì vài trăm viên đá ấy có chìm không đại vương vua đáp thưa không Ngài Na Tiên nói, cũng vậy là tội và phước cùng sự tương quan giữa phước và tội. Tâu Đại Vương, một viên đá dù bé như hạt tiêu, nó vẫn bị chìm xuống nước. Tương tự vậy, có người làm việc ác dù chỉ một lần như giết sanh mạng loài hữu tình, thì ác nghiệp ấy có sức nặng đưa chúng sinh đầu thai vào các cảnh giới đau khổ như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atula la kính thưa các quý đạo hữu Ở đây thì Yến xin nói về cái bài trước Cái bài 68 mà chúng ta chia sẻ đấy Tức là tái sinh trong luân hồi Đấy, tức là tái sinh trong luân hồi Là tái sinh vào trong lục đạo luân hồi này Và cái bài trước thì Đại Đức Na Tiên có dùng từ là Chết ở thế gian, sinh lại ở thế gian Thế cho nên là ở trong phần này thì Đại Đức Na Tiên nói là à sinh vào địa ngục ngạo quỷ xúc sinh atula, tức là khi chết một cái thì có thể sinh lại vào trong luân hồi và chính cái lục đạo luân hồi này ở trong bài kinh trước dùng à, danh từ là thế gian như các quý đạo hữu nhé, Yến xin nhắc lại một chút thế thôi ạ. À. Yến đọc tiếp kinh văn. Vài trăm viên đá lớn mà không chìm là nhờ có ghe lớn chở cũng giống thế, một người làm việc ác trọn đời nhưng nhờ tưởng nghĩ đến ân đức của Phật, tâm người ấy chú vững chắc và hoan hỷ trong ân đức ấy. Nhờ vậy, chính nhờ thiện tâm nâng đỡ như chiếc ghe lớn, người ấy được sanh thiên cũng là điều hiển nhiên thôi. Thì kính thưa các quý đạo hữu, bây giờ chúng ta mới xem xem là chúng ta tạo tội thì cái gì sẽ giúp cho chúng ta vượt thoát được cái tội đó Và sinh lên cõi trời được Đó là nghĩ tới ân đức của Phật Quan trọng là chúng ta nghĩ tới ân đức thế nào Kính thưa các quý đạo hữu Khi chúng ta được nghe lời sư phụ giảng về lời đức Phật dạy Chúng ta áp dụng vào, chúng ta thực hành Chúng ta thấy tâm chúng ta được chuyển hóa, chúng ta không bị ràng buộc bởi cái tâm đố kỵ, ganh ghét, tham lam, sân hận. Chúng ta thấy mình thanh cao lên. Lúc đó chúng ta mới niệm được ân đức của Phật. Nếu như không thực hành thì chúng ta chỉ gọi là nghe qua thôi, chứ không niệm được ân đức, yến chỉ lấy ví dụ thôi. Nếu như là người con dân Việt Nam Chúng ta có nghĩ tới cái thời mà dân của chúng ta chết đói năm 45 Chúng ta nghĩ thật sâu về đó Và chúng ta nghĩ đến cái cảnh mà chúng ta bị làm nô nệ cho thực dân Pháp Người người bị đánh, bị đi làm phu rất là khổ sở Thế rồi chúng ta mới thấy được chúng ta ngày hôm nay Hiện tại này, chúng ta quay về mới hiện tại Chúng ta thấy rằng có cơm ăn no, có quần áo mặc đầy đủ, được sống cuộc sống của chính mình, tuy rằng chưa được tọa ý, nhưng mà chúng ta được thế này so với trước kia, quả thật là một trời một vực. Chúng ta phải tư duy nghĩ được như vậy thì chúng ta mới niệm được ân đức của bác Hồ. Thế nhưng nếu như cũng có người ở đâu ấy, người ta ở cái đất nước xa xôi nào đấy người ta nghe kể về bác hồ cái đấy nó không ảnh hưởng đến đời sống của người ta người ta chỉ nghe qua người ta chỉ trầm trò ở ừ, bác hồ cũng giỏi thật đấy thì người ta lại không phải là niệm ân đức của bác hồ được tức là nó không rơi vào trong cái sự rung động ở trong tâm mình cái sự biết ơn sâu sắc chính cái niệm ân đức này chính là cái niệm biết ơn sâu sắc thì chúng ta niệm ân đức của phật chúng ta phải tư duy quán chiếu thật rõ nếu như chúng ta mà không gặp được lời Phật dạy thì chúng ta sẽ hành xử như lúc trước kia thì chúng ta sẽ ra sao nếu như mà không gặp được lời Phật dạy chúng ta sẽ ứng xử với cha mẹ, với vợ chồng, với người thân thế nào và nếu không gặp được lời Phật dạy thì mỗi khi bất như ý đến với ta ta sẽ đau khổ thế nào. Và bây giờ gặp được lời Phật dạy rồi, chúng ta biết sửa đổi tâm mình, chúng ta lành thiện nên chúng ta được hưởng chính cái sự mát mẻ của tâm mình ấy. Đấy, nó dễ điều phục. Trước kia hơi một tí gặp bạn nói về là ta tự ái hoặc là người ta nói cái gì đó mình cũng nghĩ là người ta nói xiên vào mình. Xong về nhà tức tối hậm hực đi ra đi vào nó nóng bừng hết cả ruột gan lên. Rất là đau khổ. Nhưng bây giờ khi nghe thấy những lời như thế, mình có thể dùng pháp của Phật. Thôi người ta không biết đấy mà. Người ta có biết đâu. Lúc trước mình cũng vậy thôi, mình cũng nói dối, mình cũng vu khống, mình cũng đặt điều. Bây giờ nhờ được pháp Phật như vậy, mình mới biết dừng đấy chứ. Nếu không mình cũng giống người ta. Đấy, những cái đấy cái tâm mình mát mẻ như vậy mình được hưởng là do giáo pháp của đức phật vì thế cho nên mình mới niệm được cái ân đức của đức phật thì khi mình hằng niệm ân đức của đức phật như thế thì nó mới trở thành một cái phước báo rất là lớn rất là lớn cho chúng ta chúng ta niệm cái ân đức đó thì chúng ta sẽ tiêu trừ được các cái nghiệp chướng rất là nhiều. Tại sao lại nói là tiêu trừ nghiệp chướng? Vì mình niệm ân đức của Phật cho nên mình sẽ tiếp tục làm những theo những điều Phật dạy. Mình không làm theo những điều do người ác xui bẩy nữa cho nên mình dừng nghiệp cũ và chính cái tâm ăn năn sám hối và không muốn làm các việc ác nữa. Đó chính là cái chuyển hóa được nghiệp cũ các quý đạo hữu ạ. Đấy, thế cho nên tại sao ở trong này nói nếu niệm được ân đức của Phật khi chết thì sẽ được sinh lên cõi trời dù lúc sống mình làm rất nhiều điều bất thiện thế nhưng mà thực chất để niệm được cái ân đức này thì chắc chắn người đó dù là sống là chỉ còn sáu tháng hay ba tháng hay một tháng cuối cùng thôi hoặc là à, người ta nghe thấy ai đọc đến lời phật dạy cho họ thôi thế họ nghe xong họ tư duy họ suy nghĩ họ nói thế này Ôi sao cuộc đời mình lại bất hạnh thế Sao lời Đức Phật cao quý thế Giá mình biết được lời dạy của Đức Phật thế này Mình sẽ không làm việc ác Đấy là một câu ăn năn Đấy là một niệm niệm ân đức của Phật Đấy, đấy là cái duyên cuối cùng để gặp nhau cho nên khi chúng ta đi trợ liệm cho người ốm Chúng ta phải làm sao nói được cho họ hiểu Về những lời dạy cao quý của Đức Phật phù hợp với người ta tiếp nhận đấy là một cái duyên cực kỳ hy hi hữu chứ khi nghe bài này đừng nghĩ rằng là thôi tôi cứ làm ác đi đến phút cuối cùng rồi tôi niệm ân đức đức phật mình có tụ nhờ của ân đức đức phật đâu đã chuyển hóa được đâu mà mình niệm được cả các quý đạo hữu cho nên nghe bài này cũng đừng có mất cảnh giác với lại cái, cái, cái tâm của mình đừng buông lung với những cái việc làm và ý nghĩ xấu xa của mình các quý đạo hữu ạ Đấy, thì cái phần này là cái phần nói đến thực sự khi cái người niệm được ân đức của Đức Phật thì người đó đã từng hoan hỷ khi mình chuyển hóa được tâm mình nhờ lời Phật dạy hoặc là ngộ được ra khi người ta nói chuyện mới ngộ được ra là ôi thật là tuyệt vời sao lời dạy cao quý thế thì kính thưa các quý đạo hữu trước kia yến có tu tập và có nghi về Đức Phật vì lúc bấy giờ là chưa có chưa có được ai giảng giải nhiều đôi chỉ là nghe thôi nghe ít quá chỉ đọc kinh ấy. lúc bấy giờ chỉ có đọc kinh một chút thôi chứ thực sự ra lúc đấy là chưa theo sư phụ tu tập yến có nghi là thế liệu có Đức Phật thật không nhỉ thế rồi tự mình giải nghi luôn ôi nếu như mà có ai mà nói được những lời như thế này thì quả thật người đó phải là Phật bởi vì chẳng ai có thể nói được ra những lời như thế này cả đấy chính là cái câu mà người ta niệm được ân đức đức Phật tán thán ấy. sau đức Phật lại cao quý lại nói ra được những lời như thế này và ai mà nói được ra những lời như này suốt như thế này cái gì cũng biết thế này thì chắc chắn người đó phải là Phật đấy cái niệm đấy là cái niệm ân đức cái niệm tán thán đấy dám lúc đấy mà chết luôn thì có khi cũng sinh lên cõi trời các quý đạo hữu ạ <laughs> thế cho nên là các quý đạo hữu chúng ta cũng lưu ý cái phần này. Đôi khi mình tu tập Phật pháp nhiều quá, mình thường tự mãn là tôi tu được như thế. Tôi đã tự tu tôi tu được thế này mà lại không nghĩ rằng không nhờ vào đức Phật mình mới biết được các cái điều này chứ thực chất mình không biết một cái gì. Nếu không có đức Phật dạy, nếu không có thầy tổ truyền trao, mình tuyệt đối Messi không biết được cái gì đâu Đấy, trên cái niệm này chính là cái niệm biết ơn đấy các quý đạo hữu ạ Trên chúng ta dù có làm được việc gì Dù việc đó là việc thiện nhỏ nhất Phước báo đó đến với chúng ta nhỏ nhất Chúng ta cũng phải nghĩ rằng ân Phật, ân Thầy Tổ thì mới được Các quý đạo hữu thì chúng ta mới ăn chắc được Cái niệm cuối cùng của chúng ta nó được như thế này Giờ Yến lại trở lại kinh văn À, Yến xin đọc tiếp. Vua Minan Đà đáp: Chậm đã hiểu. Ngài Na tiên lại nói tiếp: Lại nữa, ác nghiệp nặng thường đưa chúng sinh đi xuống; thiện nghiệp nhẹ thường đưa chúng sinh đi lên. Tuy nhiên, nếu nỡ tạo ác nghiệp rồi, thì phải siêng năng tinh tấn làm việc lành. Chính nhờ việc lành, nhờ thiện nghiệp, nó có khả năng nâng đỡ tất cả chúng sinh tuy nhiên đức thế tôn còn dạy rằng ghe thuyền hằng chuyên chở đồ đạc qua sông lớn qua biển lớn nhưng nếu ghe thuyền ấy chở quá mức độ cho phép ghe thuyền ấy sẽ bị chìm cũng vậy thiện nghiệp nâng đỡ ác nghiệp nhưng nếu ác nghiệp quá nặng thiện nghiệp cũng sẽ bị chìm theo lại nữa ghe thuyền ấy phải được vững chắc kiên cố không bị dò dỉ nếu bị dò dỉ thấm nước thì phải tát cạn phải bịt chặt các lỗ dò dỉ đi cũng vậy đừng để ác nghiệp xen vào nếu ác nghiệp đã dò dỉ vào tâm thì phải bịt chặt lại tát cạn lần hồi ác nghiệp ấy đi nhờ vậy ghe thuyền thiện pháp kia sẽ đến được bến bờ an vui nhất định vua minanda nói chấm không còn nghi ngờ gì điều ấy nữa. Hề kính thưa các quý đạo hữu, thì Yến xin tiếp cái phần vừa là Yến chia sẻ cùng với quý đạo hữu. Đúng là cái niệm mà niệm ân Đức Phật rất là lớn. Nhưng ở đây Ngài Na Tiên cũng nói là cái niệm đấy phải không bị dò gì. Chứ nếu như một lúc nào đó chúng ta lại khởi nghi đối với lại nhà Đức Phật Thực chất cái khởi nghi nó rất là dễ quý đạo hữu ạ. Ví dụ như bây giờ chúng ta xem trên mạng internet rất nhiều. Thế người ta nói rằng là người này do nỗ lực làm ăn mà kiếm được nhiều tiền. Chứ còn nếu như không nỗ lực thì không kiếm được tiền. Thế chúng ta đọc bài kinh của Đức Phật nè. Người nào mà kinh doanh thành công là do kiếp trước hứa cúng dường đến sa môn bà la môn thì đến kiếp này họ kinh doanh có được sự thành công thế chúng ta lại khởi nghi chưa chắc là đúng nhỉ đây là do con người nỗ lực chứ nếu như mà cứ bảo là cứ đi cúng dường kiếp trước kiếp này được phước thì làm gì có chuyện đấy thế nếu mà kiếp này lười thì có được hay không đấy nếu chúng ta không tư duy kỹ mà chúng ta tư duy đến đấy là chúng ta nghi phật rồi nghi pháp rồi làm gì lấy đâu ra cái cái sự tán thán và cái niệm ân của Phật nữa thì chúng ta phải tìm cái người giúp cho chúng ta giải nghi thì lúc đó người đó sẽ nói rằng chính cái sự cúng dường để hộ độ cho tam bảo cho chư tăng như thế kia thì sinh ra ở kiếp này chúng ta sẽ có cái duyên chăm chỉ lỗ lực thông minh rồi hợp thời để cho chúng ta có thể tư duy suy nghĩ và làm việc đúng thời có người giúp đỡ khiến cho chúng ta kinh doanh thành công đấy nếu không tư duy được thấu đáo thì chúng ta sẽ khởi nghi thôi thế cho nên là những cái nghi phật nghi pháp này này thì nhiều lắm các quý đạo hữu ạ à. nhiều người cũng bảo là cho con đi học ở trường này cái phương pháp này thì nó thông minh thế thì quên đi cái nhân quả trong đạo phật rồi không thấu đáo được và tự mình đôi khi thôi không giải thích nữa Thôi quên đi Không có lương tựa vào Phật Pháp nữa Đi chạy theo ngoài đời luôn Đấy Mà khi chạy theo ngoài đời Cũng không nghĩ được là Tại sao nó lại thế Tại vì cũng có người học chương trình đấy thì rất giỏi Có người học chương trình đấy lại không giỏi được Dù càng cố gắng thì lại càng cảm thấy ức chế rồi nó bung ra Thì này chỉ trả lời câu là, Tại vì không chịu khó <laughs> Đấy các quý đạo hữu ạ Đấy cho nên là để mà tán thán và niệm được ân đức của Phật thì chúng ta phải lương tựa thật sự vào Phật pháp. Có điều gì không hiểu, còn nghi, chúng ta phải tìm tới những ai mà giải nghi được cho mình về Phật pháp thì chúng ta phải để giải cho thật rõ chứ chúng ta chỉ có một niệm nương vào cái cái pháp thế gian thôi là chúng ta đã đã rời xa cái niệm ân Phật rồi các quý đạo hữu ạ. Và như thế là ở trong bài kinh gọi là ghe thuyền bị dò dỉ thì phải bịt vào đấy thì mới chở được cái sức nghiệp mà chúng ta đã gây ra lúc trước kia mới chở được đấy thì nó mới chuyển hóa được cái ác nghiệp kia để cho chúng ta được hưởng cái thiện nghiệp mà chúng ta do niệm ân đức phật các quý đạo hữu ạ đấy nó khó không rất khó nhưng nếu chúng ta là người kiên cố một lòng nương tựa vào phật pháp tất cả các hiện tượng của thế gian chúng ta mang phật pháp ra để chúng ta à, tư duy và chúng ta phải giải quyết bằng việc trong phật pháp trên đức phật có một danh hiệu đó là danh hiệu thế gian giải thực sự với trí tuệ của phật mà được thể hiện qua các kinh sách là không có một hiện tượng sự việc gì ở thế gian lại không được giải thích bằng phật pháp một cách thấu đáo các quý đạo hữu ạ nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần rời cái tâm niệm Không nghĩ rằng là điều này đã được dạy trong kinh Và điều này tu học theo Phật Pháp Thì chúng ta sẽ thực hành thế nào? Thì chúng ta rời ngay cái niệm ân Phật ngay các quý đạo hữu ạ Nói thế là ân Phật là dễ lắm Tôi chỉ cần khởi niệm ân Phật thôi nhưng mà cực kỳ khó Khởi lúc này một chút Mai nó dò dỉ ra Có khi nó lại bục mục giữa ra Nó lại chỉ mất đi rồi chỉ mất cái niệm ân đi rồi hết rồi có khi lại sinh tội này bảo ừ có khi cái chỗ này đức phật cũng không biết hay là ôi cái này là phật pháp là phật pháp chứ còn đời sống là đời sống chứ nó phải khác nhau chứ phải lúc nào cũng phật pháp đó. đấy một câu đấy là mục lát rồi lại tạo thêm nghiệp rồi nó lại chìm xuống rồi các quý đạo hữu á nhá cho nên là để mà đảm bảo cho mình được sinh vào cõi lành là chúng ta tinh tấn làm việc thiện như Ngài na tiên nhắc lời đức phật dạy đấy là Nà, đây này, đức thế tôn còn dạy rằng thiện nghiệp nâng đỡ ác nghiệp nhưng nếu ác nghiệp quá nặng thiện nghiệp cũng sẽ bị chìm theo vì vậy cho nên là chúng ta phải luôn luôn tinh tấn làm các việc thiện đấy các quý đạo hữu ạ Nhá, sẽ trên qua cái, cái bài kinh này thì yến cũng uh, chia sẻ và cũng sách tấn mình cũng như là sách tấn các quý đạo hữu là chúng ta có việc gì thì chúng ta cũng nên tư duy theo lời Phật dạy để chúng ta thực hành. Khi chúng ta thực hành có kết quả thì chúng ta sẽ thấy cái tâm của chúng ta hoan hỷ và cái tâm cung kính Đức Phật sẽ tăng lên. Và đó chính là cái niệm mà là niệm ân Đức Phật thì cái phước báo đó rất là lớn, cho nên trong bài kinh này mới nói đến là khi nâm chung mà chúng ta niệm được ân đức của Phật thì dù cuộc đời có tạo nhiều việc ác chúng ta vẫn được sinh lên cõi lành, tức là sinh thiên. hay vì thế cho nên chúng ta luôn luôn tinh tấn thực hành lời Phật dạy để cho chúng ta có kết quả chuyển hóa trong tâm mình cũng như là chuyển hóa hoàn cảnh của mình để chúng ta tán thán được đức phật và tán thán được ân đức của tam bảo chúng ta tán thán ân đức của tam bảo chúng ta cũng được phước lành rất lớn và từng niệm từng niệm do tinh tấn thực hành mà chuyển hóa đó nó sẽ trở thành một cái niệm vững chắc ở trong tâm của chúng ta không bị dò dỉ đến khi lâm chung thì cái đó nó sẽ chính là cái niệm cuối cùng vì cái ghe thuyền này không hề dò gì nó có thể chuyển cho chúng ta tất cả các ác nghiệp mà từ vô thủy kiếp tới giờ chúng ta lỡ có tạo thì chúng ta cũng được chuyển hóa để sinh lên cõi trời hoặc là sinh vào cõi lành à, nếu như ai có nguyện ví dụ mình có nguyện mình muốn sinh về cõi người tu hành cho thành phật ở cõi người thì cái 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 niệm đấy cũng khiến cho chúng ta sinh vào cõi này mà lỡ như chúng ta có gieo các cái nghiệp ác mà phải sinh và cõi giữ thì đều được tiêu trừ như các quý đạo hữu nhé chúc các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn thực hành rồi chúng ta giúp đỡ nhau sách tấn nhau cùng thực hành các thiện pháp và thật nhiều thật nhiều các thiện pháp theo lời phật dạy để chúng ta có cái tâm tri uh, ân tới đức phật nhiều hơn nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni